thì mình sẽ để ngang nè. Nha. Mình sẽ tém cuticle nè. Cái này ít bột quá nha. Chưa khô nha. Mình sẽ bẻ qua nha. Mấy cái cọ bẻ qua nè. Mình sẽ bẻ qua cho nó có độ cong ha. Cái này phải qua đây nữa. Qua bên đây kéo xuống nè. Chị em thấy không? Mình lấy cái cọ nó còn ướt đó, mình lấy mình bẻ ha. Mình bẻ vô. Mình cắt bột ngay khúc này nha. Đó. Đi đâu? Rẻ đi đâu đâu. Đó. Xéo rồi ha. Bẻ gãy cái đầu mày, mày phá tao hoài mày. Đó, mình sẽ apply cái này lên nè. Đó, mình sẽ apply cái này lên cho nó đậm, cho nó nổi ha. Đó. Mình bẻ lên, mình sẽ cắt ra ha. Ui, tinh tuyến rồi. Ok, mình sẽ lấy tinh tuyến ra ha. Ok, you see, show me. Ok, bây giờ mình sẽ lấy màu trắng và màu nâu ha. Nó có rồi, thì mình sẽ lấy màu trắng và màu nâu nè. Oh my god, nó lấy lộn màu clear rồi. Mình sẽ lấy màu trắng mình apply lên nè. Mình lấy màu với màu nâu nha. Đó. Xong mình sẽ kéo lên nè. Kéo lên. Kéo lên cho màu nâu nó tan ra. Đây, đẩy lên ha. Rồi mình bỏ sparkle lên ngay cái đường line nè. Đó, ngay cái đường line nè. Nhấp nhẹ lên, đừng cho nó lem lên cái bột màu nâu nha. Kéo nó xuống. Chiều cao quá mày. Giống y như Chí vậy. Tém vô ha, đó tém vô. Rồi mình sẽ lấy màu trắng và màu đậm một chút nè. Lấy màu trắng và màu đậm nè. Đó, mình để ngay đây ha. Để ngay đây nè. Chị em kéo lấy cái cọ đẩy lên nè. Đó. Chị em lấy cái cọ đẩy lên. Đó. Thì nó ra cái đường line nè, anh chị em thấy không? Đó. Ra đường line nè, đó, thấy không? Tiếp tục giống như vậy ha. Mình sẽ lấy màu trắng và màu đậm. Kéo mình để dưới đây nè. Đó, mình để dưới đây. Đập nó ra, mình kéo lên nè. Đó. Ở giữa ngay cái khúc này đó mình bỏ màu nâu nha. Quất lên màu nâu một chút màu nâu nè. Đó. Cái màu nó đều ha. Gì em thấy không? Ok. Mình sẽ apply một chút sparkle nhẹ. Đó, mình sẽ apply sparkle nhẹ ở trên đây. Đó. Thấy không? Tôi vô méo biết cái gì đang xảy ra. Chị thấy bộ nail đẹp quá đẹp. Thank you Bảo nha. Ok, bây giờ mình sẽ ombre cái này. Bây giờ mình sẽ ombre màu cam. Cam của Not Polish nha. Bây giờ mình sẽ bỏ lên và kéo xuống. Tém vô nè. Đó. Tém vô. Cái gì vậy?
Nãy giờ không để ý, lo làm. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hello chị Giang Bùi, khỏe không chị? Em ngưỡng mộ chị lắm, chưa có thời gian gặp. Mình sẽ đắp lên nè, kéo xuống nè, thì mình sẽ kéo xuống. Nhớ giữ cái pha mắm sao cho nó đẹp nha. Kéo xuống nè. Ok, em sẽ ray màu đậm nha, màu đậm hơn một chút nè. Em sẽ lấy màu này đậm hơn ha, sẽ bỏ lên nè. Đó, em sẽ tém nè. Đây nha. Đó, nè, bỏ xuống kéo nè. Đó, kéo nè. Mẹ ở đây nó bị đụng cái tay em nha. Đó, bây giờ mình sẽ clean nè. Đó, em thấy không? Đó, cái màu ra ha. Rồi mình sẽ mixi, mình sẽ apply tinh tuyến xéo xéo nha, từ trên xuống dưới xéo 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 á. Đó, mình để lên xéo xéo vậy nè. Đó, mình để lên xéo 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 xuống, nhớ nha, xéo 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 đó nó mới đẹp được. Tém lên nè. Món này thì đơn giản thôi ha, không có gì đâu mà ấy cầu kỳ, thì em không biết làm đâu. Mình sẽ lấy cái này apply lên nè. Ui, ok, bây giờ mình see back a little bit. Ok, mình sẽ lấy cái này apply lên nè. Right here, mình sẽ apply lên. Má, đụng nữa rồi. Cái gì vậy má? Đó, mình sẽ apply màu vàng lên. Phải ít thôi ha, mình apply ít thôi, cho nó một chút màu vàng, cho nó có hương phấn. Đó, đúng nhỉ? Mình sẽ apply lên nè. Đó, mình sẽ bỏ lên nhẹ nhẹ ha. Sẽ bỏ lên đây nữa. Đó, ra như thế này ha. Đó, cái gì hẹn nữa hả? Ủa, thank you. Ok, bây giờ mình sẽ chưa tới 40 phút mà vô nhanh vậy. Chết mẹ, nãy giờ quên nói, nãy giờ quên nha anh chị em nha. Này quên nha. Chết mẹ rồi. Nãy giờ mình chưa chạy sự. Nói mấy cha, đừng có chọc tôi để tôi làm mấy cha. Chưa bỏ pha mờ nữa. Không sao đâu. À, cái tay này thì nói chung không bỏ pha mờ cũng không tới nổi đâu. Nó ác thiệt luôn á, ác thiệt luôn á. Oh my god, it's okay honey. I know they lost it. Đó, không sao ha. Đợt trước mình cũng không sao, đợt trước em cũng vậy. Con này em đợt trước em cũng quên nó ha. Không sao ha. Bây giờ mình sẽ hả? Em làm đi em. Bị gì quá, ai biết đường đâu mà. Không, cái con trước anh không có check tin nhắn. Đó, bây giờ mình sẽ bỏ tiếp ha. Cái này rất là lâu nên là anh chị em cứ yên tâm ha. Đó, mình sẽ bỏ lên nè. Mình sẽ bỏ lên nè. Đó, bỏ lên. Đó, cho nó mờ ảo ảo ha.
Này âm ray ngang nè. Mình sẽ ấy á, tên tuyến đâu vậy? Mình sẽ chậm nè, đập ra ha. Đập ra. Cho nó mờ đi ha. Vuốt xuống, tém ra, lem lem nó ra ha. Ok, bây giờ anh chị em giúp em nói chuyện ha, bà Bảo giúp Đạt nói chuyện nha. Đạt lo làm cái. Mình sẽ lấy nước mình tém nó ra nha, mình đập nó ra nè. Đó, mình đập nó ra ha. Này tiên tuyến đem ra luôn. Bảo giúp Đạt nói chuyện, Bảo ơi. Nhi giúp anh nói chuyện nha. Ok, bây giờ mình sẽ lên tiếp ở dưới, phần dưới nha. Quét nè. Đó, cho nó lem vậy đi ha. Okay. Không giúp thì thôi dẹp nha. Không giúp thì thôi. Ok, bây giờ mình sẽ làm marble tiếp cái ngón này ha. Cái ngón này mình sẽ apply màu trắng lên trước nha. Đó, khách hàng vô rồi, xong rồi. Sẽ apply màu trắng ha. Đi bạc ha. Mình sẽ quét xuống nè. Ok, bây giờ mình sẽ lấy màu trắng và màu cam ha. Sẽ lấy màu trắng và màu cam mình để dưới đây ha. Mình đẩy lên nè. Đó, đẩy lên cho nó có đường line ha. Đó. Thì em nhớ đẩy vậy nha, đẩy vậy là xong ha, không có đẩy gì nữa hết trơn á. Neo thôi nha, chứ còn cái khác thì đẩy một lần cũng được đâu. Đó. Mình sẽ đẩy lên nè, sẽ lem ra mình sẽ đẩy nó lên. Đó. Em thấy không? Như thế này là một cam tiếp tục ha. Sẽ đẩy lên nè, đẩy lên cho nó cong nè. Đó, đẩy lên cho nó cong lên nè. Chị em thấy không? Đẩy lên cho nó cong ha. Rồi, ở dưới mình sẽ tiếp tục cái màu này. Đó. Cái màu này. Bà nào? Ở đó hả? Bà đang ngồi bàn đó hả? Khoan từ từ nha. Đừng có làm mà rối tung lên coi. Mình sẽ làm màu nâu nè. Mình sẽ bỏ màu nâu lên ha. Cứ làm rối quá làm nó không có. Em thấy marble rất là đẹp ha. Ok, rất là đẹp, marble rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ tiếp tục cái màu cam nha. Đó, mình sẽ tém lên nè, đẩy lên nè, đó, đẩy lên. Quét xuống nè, quét xuống, chậm quét xuống. Ok, trên đây mình sẽ lấy màu nâu nha. Mình không dùng máy nữa, mình lấy màu nâu nha. Cho nó nhạt nó ra bớt ha. Đó, mình sẽ apply cái mặt này lên nha. Just apply cái đó lên. Mình sẽ làm apply cái màu câu này lên nè. Cho nó nổi cái phần ấy lên ha. Lai cái này lên nha. Lai cái màu câu nè. Chị em thông cảm nha, em không có đọc comment được nha. Thông cảm. Em chia sẻ một chút thôi là em sẽ xóa nha. Em không có đăng. Tại vì mình sẽ bỏ tiên tuyến này lên thôi. Đó. Chị em thấy marble không? Rất là đẹp ha. Đẹp. Okay.
Bây giờ mình sẽ tiếp tục làm cái ngón này. Mình sẽ làm cái ngón này ha. Ok. Bây giờ mình sẽ đắp màu nâu nha. Đắp màu nâu nhiều nhiều một chút. Ai chửi không nội? Đó, mình sẽ bỏ lên nè. Sẽ tém lên nè. Đó. Không, tại vì nãy giờ có nói chuyện ngoài lề đó. Có nói chuyện trong tiệm của tôi đó, khách hẹn đồ này kia đó, nên là tôi phải xóa thôi. Không có để được. Đó, mình sẽ kéo nó vô giữa ha. Mình cứ đem nó vô giữa như thế này. Đó, anh chị em vô giữa như thế này nè. Đó, tém nó vô giữa. Tém nó vô giữa ha. Xong lấy cái cọ đó, lấy cái mũi cọ đó anh chị quét xuống nè. Đó, anh chị quét xuống cho em như thế này ha. Bên đây cũng vậy ha. Canh đều đều sao á mà cho nó quét xuống nè. Em vô quét xuống. Đó. Đó, anh chị quét. Đó. Chị em chanh đến tròn cái đầu ha. Quét xuống nè. Chị em không có cần thiết là phải làm cho nó cái này phải thiệt là đều, tại vì tí nữa anh chị bắt buộc anh chị phải dũa xếp lại ha. Nên không sợ nha. Ok. Tí anh chị phải dũa cái này lại ha, nên là không có sợ gì hết. Ok. Tiếp tục em sẽ bỏ clear ha. Giờ em sẽ lấy clear bỏ lên nha. Em tại vì nãy giờ có tại vì nãy giờ đó em có em có nói chuyện ở tiệm mà khách hàng đợi nữa này kia đó, thì em sẽ xóa cái video này đi, em không sẽ không để nha. Bỏ sibaco lên nhẹ cũng được. Ok, bây giờ em sẽ quét nha. Em sẽ quét nè. Clear. Quét clear. Thường thường á, cái móng này rất là thẳng ha. Đây, anh chị em thấy thẳng không? Nên anh chị em phải vuốt, vuốt cho nó ra đều và thẳng luôn ha. Đó, vuốt nè. Đó, vuốt, vuốt. Mân mê cho em nó. Vị trí mân mê cho em nó là sao? Đó. Mình sẽ làm đều lại ha, mình sẽ cho nó đều lại một chút. Ở đây thiếu clear nè, nó hơi bị hửng nè. Chị em nhớ lấy thêm clear, bỏ vô tờ giấy, bỏ lên. Đó, và anh chị quét nhẹ xuống, cho nó u cái chỗ này ha. Đó, quét nhẹ xuống nè. Cái này đắp lẹ quá, tí vũ thấy bà luôn á. Okay, bây giờ mình sẽ apply clear này lên, trong khi chờ đợi cái ngón cái khô nha. Đó, mình sẽ bỏ lên nè. Ok, em sẽ vuốt nhẹ ha. Vuốt nhẹ nó, tém hai bên hông nè. Sẽ vuốt nhẹ nó xuống nè. Đó, như thế này. Vuốt nó ra. Clear lên luôn nha, phải clear nha. Nhưng mà cái ngón này thì chắc không cần thiết là phải clear nhiều đâu. Tiếp tục. Anh chị có vấn đề gì cứ hỏi em nha, hoặc là hỏi bạn Trí nha. Đó. Bỏ lên ha, như thế này. Đem nó xuống ha. Như Google. Phá hoài Trí. Phá là quà chứ.
sẽ kéo xuống như thế này. Đó. Kéo xuống ha. Đó. Móc ly nó ra nha. À, cái cỏ này xài số 12 nha. Ok, bây giờ cái ngón này mình sẽ lấy cái dũa nè. Thấy không? Mình chạy xuống nha. Và đó, mình sẽ chạy xuống nè. Lấy dũa này chạy xuống cho nó đều nè. Chị kéo cỏ không thì chắc chắn em nghĩ nó sẽ không đều. Nếu mà ai rồ lắm thì mới được thôi nha. Cái dũa nè, dũa xuống nè. Dũa xong á anh chị em nhớ quay cái tay nó lại ha. Quay cái tay nó lại. Và xem đều rồi ha. Ok. Xem đều rồi. Ok bây giờ. Thì nó anh không có làm cho đó nữa đâu. Kêu em làm cho nó thì làm ha. Ok thì mình sẽ bỏ xuống như thế này ha, mình quét xuống làm giống như dạng upgrade đó. Đó mình sẽ làm upgrade đó. Đó như thế này ha. Và tiếp tục bên ngón này cũng vậy ha. Rồi mình sẽ quay lại. Ok, cái ngón này thì mình lấy màu đậm hơn một chút nha. Đây. Mình sẽ bỏ ngang như thế này. Đó, mình đẩy lên nha. Đẩy lên nha. Đó, đẩy lên như thế này nè. Đó, đẩy lên. Đẩy sao cho nó đều á. Đó. Tém vô giữa mà mình sẽ quét giống ngón kia luôn ha. Đừng cho nó lem nè. Quét nó đi, đừng cho nó lem. Đó. Chị em thấy không? Đây. Hai màu khác nhau. Và bây giờ mình sẽ apply cái màu clear lên ha. Đó, màu clear ở giữa nè. Đó, anh chị em tém lên ha. Đó, tém nhẹ thôi ha. Đó, tém cỡ này thôi, nhẹ nhẹ thôi. Đó. Đừng có nhiều quá nha. Nhiều quá nó mất màu, cái màu nền mình dưới á. Đó. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ marble ở dưới đây. Giờ mình sẽ marble cái màu ba màu ha, màu đậm, màu đỏ, màu trắng, màu cam nha. Đó, mình sẽ lấy cái này mình làm marble nè. Chị em thấy không? Đó. Xong mình sẽ tém lên nè, cho nó mờ mờ ảo ảo đi. Đó. Mờ mờ ảo ảo như thế này là mình bỏ cái câu lên. Đó, mình bỏ câu lên nhẹ nhẹ, tình cảm. Đó, mình sẽ bỏ lên ha. Như thế này. Đó. Bây giờ mình sẽ apply cái clear lên từ trên xuống dưới luôn. Xí mình giữa ha. Từ ngay khúc này xuống dưới luôn. You straight now. Yep. Please. Bây giờ mình sẽ bỏ xuống nè. Mình sẽ quét xuống. Đó, bắt đầu nó chạy xuống ha. Quét xuống thôi. Thêm một chút clean nữa. Ok, mình sẽ quét tiếp nè. Cái này sơn top nó mới bóng lên lại nha. Ok, bỏ clear thì nó hơi ấy, hơi tối. Bây giờ mình sẽ giữa. Đẹp thì share đi, đẹp thì share đi. Mình sẽ đóng cái này lại ha. Giờ mình sẽ đóng nắp và mọi người đợi mình chút nha. Đẹp thì share cho em nha. Đó. Chị nào thấy hợp lý thì share đi. Đồng thật, đồng thật, đồng thật. Hello chị Tâm. Thằng đó qua đây em đuổi nó về chứ em đâu có cho nó làm chung với em được.
Bây giờ anh sẽ giữ nhỏ ha. Xếp nhỏ, xếp nhỏ, xếp nhỏ. Mày mà qua đây tao cũng không làm chúng mày đâu mày. Mày xạo rồi. Thế bây giờ mình sẽ đấy, mình tay đây ha. Mình sẽ giũa nha. Thế mình sẽ giũa. Giũa nhọn thì mình để cho nó một đường thẳng xuống. Bên đây cũng vậy. Cái giũa em lục quá rồi ha. Hết tiền mua giũa rồi. Khổ quá mà, Chí cho mượn tiền mua dũa mày. Chị thấy nhỏ không? Rất là nhỏ ha. Rất là nhỏ. Trời ơi, thương dễ sợ. Thương chị Tâm quá. Bởi vậy Chí mày, Chí mày sống sao mà để cho chị Tâm nói vậy Chí. Tém vô này. Nhi em có bán dũa không Nhi? Tém vô ha, đây. Móng nhọn rất là nhọn. Tém nhẹ vô đây chút nữa. Đó, rất là nhọn. Cái này chích một phát rồi đi bụi luôn á. Cô ba lấy một con cái dũa mới rồi cô ba. Dũa này con thở không nổi à. Nóng quá nha bà con, em mang áo khoác ngoài trời lạnh lắm. Em làm cho bả luôn đi em. Hết luôn rồi hả? Rồi xong luôn. Kiểu cuộc đời em nên thương. Rất là đẹp ha. Trời ơi, có ai giúp em không? Xong luôn, thôi lấy vô cũ của mình nha. Trời ơi, hết mà không nói để order luôn. Em ơi, ghi vô cái... Em ghi chưa em? Ghi để order về đi. Trời ơi, không ai nói hết trơn á trời. Có cái vũ nào nó khác chút không? Hai cái này được hả? Bà con ơi, tiệm em hết tiền mua vũ rồi nha. Ai nguyên góp ủng hộ em cái nha. Chạy lên chị chị Tâm xin vũ quá. Em chị em thấy không? Trời ơi, cái móng này chắc đâm chắc chết người. Cái này là giết người không cần vũ khí nha anh chị em nha. Thì cái có Bảo ơi, có Bảo ơi. Trời, cái này chắc không có được chụp hình rồi bà con ơi. Mình không có thời gian, chắc không được chụp hình rồi. Giờ phải gắn crystal nữa mà khách đang đợi nha. Ok, để tìm theo. Đây. Bảo ơi, livestream vừa làm coffin vừa làm
móng nhọn giống vậy nè, bảo cho anh chị em xem nha. Để lại ha. Chị em thấy không? Như thế này có được không? Ai muốn xem clip bộ này thì qua qua Facebook của Bảo nha. Clip thì em kham không nổi đâu anh chị em ơi. Em chỉ làm bột thôi chứ clip em kham không nổi. Clip thì qua Bảo nha. Cái giữa này giữa lục quá. Ô được, cái này được à. Mẹ ơi, có dũa rồi bà con ơi. May quá. May có dũa rồi ha. Tính bỏ luôn á, không dũa nữa đó. Đó. Rồi, ok rồi đó. Một mình nó nhiều dũa nè bà con. Mấy người cho này. Tí có khác mà. Cái này được không? Cho sư phụ cho my, my boss ý kiến nha. Was it a house or an apartment? Oh, a lot built. Tí nữa xem anh cho này. Tất cả màu em đang đắp là đều nắp của Dot Toilet Set nha. Không cần chạy đi đâu xa. Cứ order là tới nhà. Má nãy em quên chạy sừ cái này luôn của ba. Dám mang thiệt á. Em quên chạy sừ mà quên bỏ pha mờ luôn. Dạ. Không sao đâu. Đợt trước có ông bị nhỏ này mà nó không hở. Cứ làm nhỏ này là rung nha bà con. Nó đẹp quá đó. Nó rung. Đây ra. Relax. Ủa nó làm chân luôn hả chị? Ồ vậy được á, vậy khỏe rồi. Có hình nha bà con. Có hình nha bà con. Nãy tưởng là không có hình luôn rồi chứ. Giờ mình sẽ kéo xuống nè. Đó ha. Rửa sao cho nó đều nha. Lên cho anh. Để em xí nha. Cái này xí em xóa đó anh chị em nha. Nhớ nha. Coi xong rồi. Đấy nha. Chứ trong đây nó có nãy em bị kẹt khách đó. Nó có ngoài lề một chút ha. Ây da. Không sao đâu. Mình chỉ... Không đâu. Bị gì đó. Tại vì nãy lỡ tay đi. Bị gì đó. Đó. Dạ. Cái tay em ngắn quá nha. Chắc phải đi nối tay thôi. Ờ, em hồi nãy em khách bận đó em nãy khách bận em tính xóa đi tại vì nãy có nói chuyện ở trong tiệm nail đó kêu em không bắt hẹn rồi này kia đó bắt hẹn mà em không biết luôn á bắt hẹn mà em không biết luôn á. Dạ quá anh chị em ơi, không có tay để dũa.
để ngang coi được chưa. Đó, được rồi ha, không cần giũa nữa. Đó, để ngang vậy. Bây giờ mình sẽ gắn crystal ha, buffer và gắn crystal. Đó, mình sẽ lấy cái cây mình giữa cho nó đều lại chút ha. Giờ mình sẽ gắn crystal nha. Ồ, oh, anh hả? Thôi anh bỏ đi anh. Bỏ đi. Đó. Bây giờ mình sẽ gắn như thế này ha. Bây giờ em sẽ gắn crystal như thế này. Ha. Cái đèn này nó không có sáng đâu. Tiếp tục. Ok, let me see honey. Mình sẽ bỏ đèn lên nha. Bỏ đèn lên trước. Và lấy nhấc lên tới ha. Xí nữa đi, xí nữa đi, ok. Bây giờ đáng lẽ cái ngón này mình sẽ gắn crystal nhưng mà khỏi luôn ha. Thì mình không còn thời gian rồi. Ok. Ở đây, trên website nha. Bỏ cái này lên nè. Khỏi chấp luôn á. Đó. Đó, bây giờ mình sẽ gắn cái ngón này nha. Ok, bỏ sẽ bỏ top lên. Nắp. Relax, relax. Yeah. Mình sẽ bỏ cái câu này lên nè. Bỏ cái này lên nha. Đó. Lấy cái cục crystal quất lên nữa. Chào lên đây. Let's see. Ok, bây giờ mình sẽ bỏ hai cái cục. Quất cái cục chà bá lửa lên. Đặt cái cục chà bá lửa lên đây. Mình sẽ lấy cục nhỏ và mình để ra hai bên nha. Để ra hai bên như thế này và đẩy cục này lên. Mình sẽ bác anh nha. Thêm hai cục nữa ha. Tém lên. Quất cục thêm cục bự chặt bá lửa đây nữa. Nhìn thấy không? Đẹp không? Ok, back on the light. Anh chị nhớ bỏ vô cho nó cứng ha. Cho nó cứng, có ba gắn một con. Keo không gắn một con. Đúng rồi. Để xí con gắn luôn. You wait a little bit. Ok, bây giờ mình sẽ
gắn crystal ở ngón này luôn nha. Đó, giờ mình sẽ gắn cái ngón này luôn. Ok. Kéo lên nè. Quẹt xuống, quẹt xuống. Porque a mí me puso este y por eso no se me caía. Ahorita tengo una cosa que pasa, pero no sé. Xuống như thế này. Cái dây này em sẽ cắt ha. Sẽ cắt xì. Em sẽ đo và em cắt nó nha. Ok. Em sẽ cắt cái dây này. Em bỏ đây, sơn top lên nha. Relax, relax, straight now. Em đói bụng lắm rồi bà con ơi. Sơn top lên. Sẽ bỏ cái dây này lên nha. And they emailed her, they were on their way. And her son came over, and anyway, she did tip him $5. Okay, we didn't have to see Walmart, you know. Mấy cái dây này hơi dài rồi bà con ơi. Kêu vừa. Kéo cho nó đều ha. Đây, đều như thế này. Rồi, Missy, show me. Ok, tiếp tục. Đây này bảo lên. Tí mình chỉnh lại ha. Tí mình chỉnh lại. Nó mù đi tùm lum rồi. Học bên đây có rồi cô bạn. Bên đây có các cái hộp của con đi. Các cái hộp của con. Có là làm chứ. Nhỏ nhỏ lên nha. Đó. Không phải cái gì nhỏ cũng được đâu nha. Đẩy lên ha. Đó. Đó, cho nó thẳng nè. Đó. Giờ mình sẽ lấy cái cây vàng nè. Bỏ lên, đẩy lên. Đẩy đại lên tí mình sửa sau ha. Đó. Đẩy lên xí sửa sau. Đẩy lên. Đẩy lên. Thiếu một cây nữa. Nhất lên. Đó, giờ mình sẽ chỉnh sau ha. Chùi cái mũi nha. Sẽ chỉnh lại cái này nè. Sẽ kiếm cái cục này mình bỏ vô giữa nha. Chị em thấy rất là đẹp ha, như nữ hoàng vậy đó. Ôi mẹ ơi, kỳ vậy. Thank you.
thì có chứ. Đó, ok. Đó, ốc hết rồi. Chảy nha, phải chùi nha. Ok. Ok, back on the line, kêu bà bỏ vô đèn đi. Ok. Oh, đèn của bà, bữa thứ bà. Con còn chưa xong rồi. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục mình sơn ha, sơn top này. Sorry, nãy giờ không có đọc, không có coi mọi người nói chuyện nha. Ok. Chuyện hay không? Rất là đẹp ha. Vuốt nè. Dạ. Crystal rồi, xong hết rồi. Mấy cái đó xong hết rồi. Mình sẽ dắt vỏ lên. Đó, chắc dậy quá các bạn. Dạ chắc vậy quá. Chị em thấy đẹp không? Rất là đẹp ha. Ok. Xong rồi ha. Bây giờ xong rồi. Sao nãy giờ nói cái gì? Bớt đi mấy ba. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp ha. Cô ba còn bỏ rồi. We flew out on Tuesday morning, had a direct flight to San Francisco, less than 4 hours. We got there with the non-barbie on the flight. Nhớ quét cái oil lên nha. Đừng có quét xuống nha. Đừng có quét xuống cái top nha. Nó làm mờ đi một chút ha. Trời ơi, em có 2 con thôi hả? Em có chục con á. Con rơi con rớt hả? Cái đống luôn á. Nè, chị em thấy không? Tay model hả? Đẹp không? Cái đẹp ha.